Vlog tuần tra, xin chào mọi người. Chủ nhật tuần sau, 8 tháng 3, mình sẽ đăng video lộ diện một bảo mật vô giá. Mọi người nhớ xem ủng hộ mình nha. Video mình ngày 8 tháng 3 mình sẽ đăng toàn bộ 1, 2, 3, 4 tập gì đó. Mình mới soạn được một tập mà. Ngôi nhà ma ám, lộ diện bảo vật vô giá. Mọi người xem ủng hộ mình nha. Hôm nay mình bận quá, đi kiếm từ phá kênh mà cài đặt hoài kiếm hoài không ra. Kiếm tối giờ, tối giờ mình vừa trả nợ chút xíu mình lên mình kiếm, trả nợ kiếm tùm lum, mất biết bao nhiêu thời gian. Bây giờ mình không có thời gian nữa, mình chỉ nói vài lời. Mình rất chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã dành thời gian quý giá để xem video của Tình Trai Vlog và đăng ký kênh của Tình Trai Vlog nữa. Tình Trai Vlog xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người ủng hộ trên Tình Trai Vlog nha. Tình Trai Vlog, trai nào không kịp thì mọi người thông cảm cho mình chỉ có một cái điện thoại thôi. Rất là cực khổ, nhưng mà mình trả nợ là trả nợ hết cho mọi người, sẽ hết video cho mọi người, sẽ quảng cáo, chỉ cập quảng cáo cho mọi người có luôn nhé. Mong mọi người ủng hộ kênh mình nha. Mong mọi người đón xem lộ diện một bảo vật vô giá và ngôi nhà ma ám ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ dùng Việt Nam, phụ nữ dùng lên mọi người. Cũng là ngày mình đăng video luôn mọi người, ngày đặc biệt. Mọi người đón xem nha. Chủ nhật 7 giờ, 8 giờ hoặc 9 giờ, trong 3 khung giờ đó mình sẽ đăng hết tập lộ diện ngôi nhà ma ám. Quên, nó lộn. Lộ diện một bảo vật vô giá và ngôi nhà ma ám. Xin mọi người đón xem và ủng hộ kênh Tình Trai Vlog nha. Tình Trai Vlog xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian quý giá xem video Tình Trai Vlog. Tình Trai Vlog xin chân thành cảm ơn. Bye bye mọi người.